review cho các bạn coi. Nói mặn lên. Nói to lên. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi quà. Rồi bóc ra đi. Đúng theo rồi đấy các bạn. Mình sẽ bóc ra cho các bạn coi. Cứng quá các bạn ạ. À. Đúng rồi, em phải mở keo ra. Keo này nữa nè. Review cho các bạn đây là cái gì nè Việt. Đây là đưa lên cái cây nè. Đâu đưa cao lên nói cái này là gì, cái cây. Cái cây nè. Ai à, cua được đánh này nè. À, cái này là cái gì? Cái này nè, chọc chọc nè. Phải không? Đưa cho các bạn coi. Đưa cho các bạn coi, cầm từng trái, trái một nè, đây là trái banh nè các bạn nào. Trái banh nè các bạn nè. Đây là trái banh nè các bạn nè, đây là trái banh để đánh nè các bạn nè, đó, trái banh bên trong là nó có cái lỗ nè các bạn nè, đó. Bạn con cho mấy bạn coi cho con. Cầm lên cho các bạn coi đi. Review cho các bạn coi đó, đây là trái banh. Trái banh nè các bạn. Ờ, các bạn thích không? Các bạn thích bảo ba mẹ mua cho. Nhá. Nhá. Không có đồ chùa đâu các bạn ạ. Có đồ chùa để đánh này á. Ừ. Rồi review tiếp đi, coi cái gì giới thiệu ra. Sao cái kia lại bị bung rồi kìa? Đâu phải. Nó bị bung rồi các bạn ạ. Đó, giờ mình gắn vào là cho các bạn coi là đó. Đó, đó, đánh là cái quạt đó. Đúng, trời, đúng bài luôn. Đúng bài. Ui trời ơi. Này, đứng đây review xong hết đi. Thấy không? Cái kia là cái gì? Cái cây kia là cái gì? Cái này là đĩa, đĩa bay, đĩa bay. Đưa cho review cho các bạn, đây là đĩa bay nè các bạn này. Đĩa bay nè. Đó, các bạn thấy chưa? Để bay đưa như này, đưa lên đây cho các bạn coi. À, đó, cầm đàng hoàng để lái xe được luôn đó các bạn ạ. Đó, nên đây là đĩa bay á, còn cái kia để hít kìa. Hít á. Hít lên cái đĩa bay á. Đâu phải ạ. Hít vào ấn luôn. Ấn cái to xuống. Ừ, đó, đó dính luôn rồi đó. Nhờ nhấc lên. Đó, đĩa bay dín luôn đó, thấy chưa? Bây giờ là mình sẽ review cho các bạn coi cái này để làm cái gì nha. Nó lung tung như này nè, đó chẳng biết là cái gì nè các bạn ơi, đó. À, cái này ấn vào đây nè các bạn này, cái này phải gắn vào đây nè các bạn nè, đó. Rồi cho nó nằm ở đây. Cho nó nằm ở đây là đó các bạn nè. Đó. Đó, cho nó nằm đây. Rồi. Rồi, Việt đưa ba cái cây nha. Em đưa ba cái cây tròn đi cho. Không, dây. Đấy. Dây tròn rồi. Đó, dây là dây nè các bạn ạ. À. Cái này là cái dây đó, để cái cây đó các bạn ạ. À.
này gỡ ra nè các bạn ạ, gỡ ra cái này cứng đó các bạn, cái chuyện nó bắn vào mắt đó, này bắn vào mắt đau lắm các bạn ạ, con ngồi xuống Việt. À, cái này phải gỡ ra đó, đây là cái cây các bạn ạ, rồi mình bẻ cho nó thẳng ra. Để cho nó thẳng ra, tại vì để lâu rồi giờ nó hơi bị cong các bạn ạ. Giờ mình bẻ cho nó thẳng ra. Con đánh nhiều viên này để thử coi con có đánh được không ạ. Đấy, mình phải bẻ cho nó thẳng ra. Khi bẻ thẳng ra thì nó mới được. Đó, bẻ thẳng ra, bẻ thẳng ra nó mới thành cái cây. Này phải chắc phải để ấy luôn quá, thôi nó may thẳng cây vậy. Khó lắm các bạn ơi. Nhưng mà nó cái để lâu ở trong cái hộp rồi nó cứng lắm. Nó không được thẳng các bạn ạ. Nó không được thẳng thì nó sẽ bị méo các bạn ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn vào cái cây đây cho con mình chơi nha. Cái này bỏ qua bên. Ở đây các bạn ạ. Đâu đưa cây vậy? Đó, cây này, cây thì sẽ nhét vào cái này các bạn ạ. Đó, cái này nhét vào đây các bạn ạ. Nhét vào cái lỗ này các bạn ạ nha. Đó, ấn mạnh cho cái cây thẳng ngoài này các bạn ạ. Mình sẽ hướng dẫn cho các anh những ai chưa biết làm cái này nha. Đấy, xong rồi lấy cái này cho vô. Nhưng mà cái cục nhỏ. Cục đó, đứng lên tìm. Cục nhỏ không thấy các bạn. Cục nhỏ đây. Nó có cái cục này nha các bạn nha. Đó nè, cục này. Nhét vào đây các bạn ạ. Nhét vào cái lỗ nè. Đó, nhét vào cái lỗ nè. Đó, đó nhét vào đây. Đó, thành như vậy các bạn nha. Đó, xong rồi giờ nhét cái cây này vào cái đầu lỗ này nè. Đó các bạn nha. Đó, nhét nó vào. Đó, nhét nó vô thì nó sụt xuống dưới đó để cho nó giữ cái cây dài hay cây ngắn. Đó, con mình nó cao vậy thì nó sẽ là đó như vậy là được. Được chưa? Như vậy được chưa? Đó, nó dài như vậy nè các bạn ạ. Đó. Muốn dài, muốn ngắn thì nó bằng như vậy các bạn ạ. Đó. Đó, thấy chưa? Cái cây nó dài nè. Đó, xong rồi. Sau khi mà dắt xong cái cây này vào thì giờ mình sẽ dắt trái banh vào. Đó, mình sẽ cho trái banh vào các bạn ạ. Đâu, cho trái banh vào đây. Cái này sọt vào đây được. Không phải sọt, đưa trái banh. Đưa cho trái banh này. Đấy, xong khi mà mình gắp vào đây thì mình sẽ tránh cái banh vào đây các bạn ạ. Các bạn ạ, đây gắn cho băng vào đây các bạn ạ. Gắn cái trái băng vào đây các bạn ạ. Đó, sau khi mà gắn trái băng vào đây thì nó sẽ nằm như vậy các bạn ạ. Đó. Đấy, nó sẽ khi mà được trái banh như vậy á, đó. Đó rồi ba với thằng Việt với ba là mỗi người trái banh, mỗi người trả lại đánh. Ui dồi đánh ỉnh à chơi đập bang bang à. Đấy giờ hai ba con đánh ba ơi nha. Ba con coi nữa đấy, nó như vậy nè. Đấy là đứng ngoài nè, con đứng là đó vuốt ra đó. Rồi đứng ra kia nào, đó. Úp, từ từ bay đánh trước. Không bay con này con đánh. Đứng xa ra. Đóng cửa lại. Con đóng cửa. Vậy đó. Vậy đó, đó. Thấy mày được không? Ngay mồm mày, cây mồm mày. Trời ơi. Mày Đó, thấy chưa? Ui dồi anh mẹ giúp cái thời gian cho người đấy. Ui dồi mọc mày. Ui dồi mua bò. Sao cứ quạt vào mặt rồi. Biết chơi không? Ui dồi. Biết chơi không? Biết chơi không? Ấn nó xuống. Ừ, đó. Ấn nó xuống.
Đánh gì, đánh hụt không vậy? Đánh đi. Có vui không các bạn ơi? Có vui á. Các bạn thấy vui không các bạn ạ? Cái này để trò không là để chơi á. Này để chơi á. Ôi dồi dồi. Nó cứ bay vào mặt con này. Các bạn ơi, thấy giờ các bạn thấy không? Đó. Cái này để như ba lẻn ra con lẻn ra dễ lên này. Vậy hả? Đi đâu? Ôi trời ơi, con đánh mắt người kia sao con ấy được. Thôi đứng đây, chào các bạn đây. Cảm ơn đi, cảm ơn các bạn đã quay video của mình. Cảm ơn các bạn đã quay video của mình. Đã nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Bớt đăng ký kênh cho mình nha.